Công ty Bình Minh xin kính chào toàn thể bà con. Trong chăn nuôi, chất lượng nguồn cám là vô cùng quan trọng. Thay vì sử dụng nguồn cám công nghiệp đắt đỏ, bà con có thể hoàn toàn tự sản xuất viên cám giàu dinh dưỡng cho vật nuôi của mình nhờ máy ép cám viên. Tại video này, chúng tôi xin giới thiệu đến bà con sản phẩm máy ép cám viên trục đứng S200. Máy được cải tiến từ dòng máy ép cám S150 và được sản xuất bởi dây chuyền hiện đại, được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của công ty Bình Minh. Máy có chức năng ép được các nguyên liệu như ngô hạt, cám, rau, cua, cá, ốc nhỏ cùng nhiều nguyên liệu khác thành viên cám có giá trị dinh dưỡng cao cho gia súc, gia cầm. Với máy ép cám viên S200, bà con hoàn toàn có thể chủ động thay đổi nguồn dinh dưỡng đầu vào theo từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ, giảm chi phí thức ăn chăn nuôi, thu về lợi nhuận cao hơn. Máy sử dụng động cơ 4kW 3 pha của Việt Hung, 100% lõi đồng. Nếu không có điện 3 pha, bà con có thể sử dụng đầu nổ D10 trở lên để thay thế. Máy có tính năng nghiền, trộn và ép trong cùng một quá trình nên cho năng suất cao là từ 100 đến 200 cân một giờ tùy vào nguyên liệu ép. Khi nguyên liệu được cho vào toa nạp, bộ phận quả lô sẽ xoay tròn quanh trục với nhiệm vụ nghiền ép, đẩy các nguyên liệu qua mặt sàng để tạo thành viên cám và cho ra cửa sổ. Có các loại sàng 3 ly, 4 ly và 5 ly cho ra viên cám có kích thước khác nhau. Bà con có thể chọn một trong 3 mặt sàng này để lắp vào máy làm sao phù hợp nhất với vật nuôi của gia đình nhà mình. Bên cạnh đó, độ dài của viên cám cũng được điều chỉnh từ 0,8 đến 2 cm bởi bộ phận giao cắt của máy. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian nên chúng tôi xin cam kết về chất lượng và giá thành hợp lý nhất. Khi mua máy của công ty, bà con sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất và được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình nhất. Bà con cũng có thể đến trực tiếp công ty để xem máy, thử máy và mua máy. Đối với những khách hàng ở xa, công ty chúng tôi sẽ giao hàng qua đường bưu điện hoặc là gửi xe khách. Công ty chúng tôi có trụ sở tại 281 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm, bà con có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0911 754422, 0946 249955. Chúc bà con sức khỏe, chăn nuôi thành công. Xin cảm ơn.